của nhạc sĩ Thanh Sơn do chị em chi hội phụ nữ thôn Phúc Kiều biểu diễn rất đặc trưng.
với người nông dân chung sức góp công đồng lòng xây lên khu dân cư kiểu mẫu, xây lên những khu vườn đẹp. Điện đường trường trào rộn rã khang trang, hồ vang đồng xanh lúa tốt, miền quê đang sung trai gái vui hẹn hò. Nào bạn ơi, ta cùng dân đồng lòng, ta bỏ thói quen làm theo niềm tu, làm quê chủ phú sẽ sống dậy niềm tin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục múa của chị em chi hội nông dân Phúc Kiều.